Sau khi Xoài Non và Jill lê lộ ảnh hôn nhau rầm rộ trên mạng xã hội, bác sĩ Thịnh bất ngờ có động thái lạ khiến nhiều người chú ý. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút đăng tải, vị bác sĩ này đã xóa bài viết. Ngày 7 tháng 8, hình ảnh ôm hôn thân mật của Jill lê, Xoài Non trên sân pickleball đã trở nên viral. Loạt khoảnh khắc hẹn hò của cả hai sau khi đăng tải gây xôn xao cõi mạng được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Như vậy, không còn là nghi vấn, hội người mê couple Jill lê, Xoài Non giờ đây đã có thể ăn mừng vì con thuyền họ chèo nhiệt tình thời gian qua đã chính thức cập bến. Giữa lúc nhiều dân mạng đang chúc mừng cho cặp đôi thì có một nhân vật lại gây tranh cãi với dòng trạng thái của mình. Đó là bác sĩ Cao Hữu Thịnh khi anh viết trên trang cá nhân, hèn gì em không chịu đẻ. Gái đẹp mà cứ yêu nhau hết thì mấy tụi anh biết tính làm sao, đây mấy em ơi, chắc ở vậy luôn ạ. Dù chính chủ không chỉ đích danh ai, cư dân mạng bỗng nhắc đến Xoài Non khi tin đồn yêu đương với Jill lê đang là chủ đề hot. Sau bài đăng, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã nhận những phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng vì phát ngôn được cho là kém duyên. Theo phần đông netizen, chuyện con gái yêu nhau không hề liên quan đến quyết định muốn sinh con hay không. Chuyện tình cảm cũng là việc riêng tư của mỗi người, không phải là chủ đề mà bác sĩ dùng để bàn tán công khai. Đặc biệt là khi bác sĩ Thịnh có mối quan hệ đặc biệt với Xoài Non xe Mercedes. Trời ơi, mình là bác sĩ á, y đức của mình đâu mà đem hết bệnh án của người khác ra bàn tán rồi lại xen vào chuyện cá nhân của người khác vậy trời. Bác sĩ mà có duyên quá trời à. Làm gì mà khó coi quá, chơi mà kỳ vậy, dân tình phản ánh nhiều quá cái xóa coi như không có chuyện gì xảy ra là sao. Trước đó, bác sĩ Thịnh là nhân vật được nhắc đến nhiều trong chuyện ly hôn của Xoài Non và xe Mercedes. Bởi từ đầu tháng 6, khi mọi chuyện vẫn chỉ ở tin đồn, nam bác sĩ bất ngờ đăng bài nêu quan điểm về tầm quan trọng của con cái, đính kèm là hình chụp với xe Mercedes. Ngoài việc nhấn mạnh con cái là sợi dây kết nối hai vợ chồng như đã nói ở trên, bác sĩ Thịnh còn cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Cuối cùng, bác sĩ Thịnh kết luận, không có con cái không có gì ràng buộc, lời qua tiếng lại một phút nông nổi, quay lưng cái thôi là từ người yêu hóa thành người dương liền. Mong hai em hiểu, vì nhau một chút mà dung hòa được với nhau. Sau đó dù đã xóa ảnh, song bác sĩ Thịnh lại chỉ like những bình luận nhắc đến Xoài Non, xe Mercedes và tin đồn ly hôn. Chưa hết, bác sĩ Thịnh lại tiếp tục lên một talk show kể về một cặp đôi chia tay vì chuyện con gái gây ồn ào mạng xã hội. Anh cho biết mọi chuyện không chỉ từ hai vợ chồng mà còn là áp lực từ phía ông bà và áp lực tuổi tác. Dù không nhắc đến ai nhưng ở thời điểm đó, ai cũng đoán ra là Xoài Non và xe Mercedes. Trước hàng loạt những động thái kém duyên của bác sĩ Thịnh, netizen mong anh đừng lấy chuyện riêng tư của khách hàng làm trò câu like nữa. Về lý do quyết định cho nhau lối đi riêng sau 6 năm gắn bó, Xoài Non nói, lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này. Về phía xe Mercedes, anh từng chứng minh mối quan hệ văn minh với Xoài Non sau đứt gánh khi đăng tâm thư nhắn nhủ, chúc em những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ đã làm cho anh trong suốt 6 năm qua và những điều em đã hy sinh suốt thời gian chúng ta ở bên nhau. Thật tiếc là điều đó không có ý nghĩa nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được mọi điều em mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười giống như cách mà em luôn làm.